Chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, các nhà sách đơn vị cung ứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nhập về đầy đủ các loại sách giáo khoa. Năm nay, sách giáo khoa giảm giá trung bình từ 10 đến 15%. Khảo sát tại một số nhà sách cửa hàng cho thấy số lượng sách giáo khoa phong phú. Ngay từ khi kết thúc năm học 2023-2024, các nhà sách đã nhập về đầy đủ các đầu sách giáo khoa cần thiết. Các nhà sách cũng đã có các chương trình tri ân giảm giá cho phụ huynh khi đến mua sách năm học mới. Nhà sách Việt Lý chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các dòng sách của các cấp học để phục vụ cho việc cái nhu cầu mua sách của thị trường. Nhà sách cũng có rất nhiều các chương trình khuyến mại cũng như tri ân đến tất cả các quý khách hàng, đặc biệt là các bạn học sinh. Ví dụ như là các ngày lễ như là đầu năm học, các ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Bên chúng tôi hiện tại tất cả các đầu sách cho năm học mới thì đã đủ 100% tại cửa hàng nhà sách. Thứ hai nữa là về nội dung chương trình dành cho các học sinh trong đầu năm thì bên phía nhà sách chúng tôi đang có một chương trình ưu đãi chỉ dành riêng cho học sinh vào đầu năm học. Về giá sách giáo khoa, theo thông báo ngày 5 tháng 4 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm học 2024-2025 thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Với sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 áp dụng mới từ năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Giá bìa mới của các cuốn sách giáo khoa tái bản áp dụng từ năm học 2024-2025 được điều chỉnh giảm so với các năm trước từ 10 đến 15%. Tôi thấy là những cái bộ sách mà ra năm nay của Nhà xuất bản Giáo dục thì chi phí đã được giảm hơn so với những bộ sách trước. Thì cái việc chi phí giảm này thì cũng đã giảm bớt được cái áp lực cho phụ huynh trong cái việc chi phí cho con vào năm học. Và cái việc mà năm nay đi lựa chọn sách thì tôi nhận thấy là các cái bộ sách được bày ở các cái nhà sách thì được phân loại rất là rõ ràng. Phụ huynh và học sinh nên cân nhắc lựa chọn sách đồ dùng học tập cần thiết của những nhà xuất bản, cơ sở sản xuất uy tín nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho việc học.